Xin chào ông bà cô chú đã xem kênh của em Vân Sumo nha mọi người. Hôm nay gia đình em ăn đại tiệc mì hải sản nha mọi người ơi. Em mời mọi người cùng ăn nhá. Em chào mọi người. Ông bà cùng ăn. Chào đây kìa. Con xin chào ông bà cô chú. Con xin chào bà cô chú. Chào anh chị và các bạn. Chào anh chị và các bạn. Xin mời mọi người cùng ăn. Xin mời mọi người cùng ăn. Anh ơi, to nửa to lên xíu đi. Bây giờ ăn bạch tuộc trước nhá. Hải sản em đi chợ hồi sáng về làm sạch và bỏ trong ngăn đông. Bây giờ buổi chiều mới ăn nha mọi người. Biết đâu con xuống này kéo đây con để mà cắt bạch tuộc không? Ở đây mình lấy cho con. Đưa ba đây mình lấy cho. Rồi ăn đi con, chín rồi đấy. Bánh tuộc cũng chín rồi đấy. Gắp đi con, mỗi người gắp con đi con. Này. Ăn lên mẹ, ba mẹ, mẹ gắp con cho. Rồi, ăn bánh tuộc đi. Rồi, gắp đi, mỗi người gắp con đi xong rồi kéo mặt gắp. Này, cho bố con coi nhất này. Ngày mai mua cho nó cái điêu, điêu đồ ăn, rớt để nó rớt vào cái điêu. Cay lắm bạn ơi, bạn của tôi ơi, cay lắm đó. Mặt nó to nha. Để con gái phải ngắp, ngắp cho mẹ đi. À, đây ạ. À. Cậu nhất. Đi ăn đâu? Ăn ăn đâu? Dạ. Đi ăn đâu? À, quá luôn hả? Đây. Tuổi giờ bác. Rồi. Nóng lắm. Thổi. Con mực mà, bố cắt cho. Bỏ nó đi á, con nát cho ăn biết. Bỏ nó đĩa bên cạnh kìa. Ừ. Đâu có chén tương đâu, ý là có muốn ăn thì xịt với trong bát. Hả? Bớt gói mì trước mặt em đây, mẹ ké vào cháu. Ăn mực, đưa bác mực ăn đi. Mình phải đi làm với bà
trai của con chấm tím mặn. Con không ăn thịt bò. Không được á? Được thôi. Con bé nhất nhà con không được uống. Đây là nước ngọt. Đây là nước ngọt. Không phải có cái sữa trong tủ nhỉ? Chưa mẹ. Nó có một cái rồi. Đưa chị Nhi. Đưa chị Nhi. Ừ. Này. Tí đúng rồi, mình tình cảm với nhau. Nước ngọt mà uống đi. Ủa, cái mình phải tình cảm với nhau vậy. Vậy là mình mới có dòng máu không nhỉ? Đây, con đi ra mình con. Cảm ơn chồng. Năm tuổi mình thì có rồi. Chị à, bên này đây. Con chị làm gì? Quá thì là sống nhất là thuộc về bố rồi thì đẹp. Nhưng mà cái tưa cái mì này chị thêm tương ớt và ăn ngon. Rồi ăn bạch tuộc đúng không? Giờ vào bạch tuộc rồi. Đất cả mình. Trời đất ơi, mai xe đạp điện thì chạy hẳn vào trong nhà kìa. Nó để nó hốt một cái thì thôi. Nó bảo không nhét xe đạp điện. Toàn thì mất đi trộm cái chuyện là không cắt vào nhà gì. Xe đạp điện thì ta đi dưới nước được. Đây là cái bình không ai. Cái bình không ai xong rồi nó dễ hư mẹ. Bình làm gì bình nóng thì bị mát. Trời ơi, con là nói đúng nhưng mà bố vẫn cứ phản đối. Bố mới kỳ cục quá. Nó để nó bảo xe đạp điện để ngoài trời mưa thì cái bình nó dễ bị mát là đúng rồi. Mát là cũng phản đối được. Mát điện. Mát là nó hay bị chậm à? À, cái xe đạp điện nó có một cái... bình ắc quy. Nhưng mà để ngoài trời mưa xong rồi nó mưa nó càng dầu. Cho cái bình nó mát, dễ hơn. Mát là bị chập điện, và hai gói này tôm thôi nhá. Bữa nay nhà mình đại chiến 10 gói mì. Hay quá. 10 gói mì. Con ăn đi, con cắt đi.
cá. Rồi. Ăn không? Sao vậy? Cha mày giờ nó quên thì nó hỏi. Anh hai cái này có vẻ nóng tính, có phải nóng tính với các em có vậy? Anh hai mình nhẹ nhàng một xíu. Con trai mình thì nóng tính với con gái nó sợ. No rồi mà mẹ hỏi nó ăn nó không, không biết nói mà bảo nó con no rồi. Hai người bây giờ rồi, ăn đi. Anh em. Giờ nó bảo là cô ăn, nó lắc đầu rồi, nó khổ mà. Lắc đầu mà mẹ cũng không nghe rồi đó. Nói để cho mẹ nghe, nói để mẹ nghe. Nhi sẽ đại chiến với hai người con người. Nhi sẽ... Ăn đi, mỗi người ra tiếng ăn thế đi. Một mẹ là mình, mẹ mày ăn một gói. Ba người ăn một gói. Ăn nóng. Ăn nữa bỏ vào, ừ. Vậy. Sao lúc miệng bảo bỏ không ai nói? Nó cũng có ăn luôn. Rồi mày ăn hết luôn một gói luôn đi. Nhìn ăn đi. Ăn bún vậy hả? Ăn rồi cho mẹ cày mày. Đây thầy, bên ngoài còn đầy này. Ủa? Ăn chưa hết đi này, nó ăn bên trong. Chín rồi đấy, mình nước có sôi rồi mà con. Ăn mì không? Ăn mực tôi đi kìa. Ơ thở thì nó ăn mì không? Ăn anh tin là đúng rồi. Nhưng bà không nói là chợ này yếu quá, thua em. Mà trời ơi. Bạn em xem, bạn xem rồi hả? Bạn có biết nói bạn biết thấy ngại không? Ngại. Không. Chị đâu cũng lại. Mình thua con gái. Mấy ông mua mấy ông ăn thử em. Mấy ông ăn có cay, cay như tôi không? Mình thua con gái là mình ngại. Đâu cần. Mình ngại mình thua em gái. Đầu nhà thua con gái là ngại, còn thua em gái là ăn ngại. Thua chuyện bình thường. Đấy, bố ăn một đi ăn, về ăn thua con gái. Bố ăn mực rồi cho hết đi cả. Này, tắt bếp đây nhỉ, tắt đây, thế đó. Mọi người ơi, em xin dừng video ở đây nha mọi người. Vậy là cái cuộc đại chiến mì của gia đình em đã kết thúc rồi. Em xin dừng video ở đây, em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nhá. Mọi người xem video thấy hay thì vui vẻ để cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ gia đình em nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, em xin chào mọi người. Con chào mọi người. Con chào đi. Con chào đi, con xin chào mọi người. Con chào mọi người. Đoạn cuối nó hơi bị nùng củng mọi người ạ.